Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình và tiếp tục là những video soi kèo trước trận đấu. Video này thì mình sẽ nhận định trận đấu diễn ra giữa câu lạc bộ Monza và câu lạc bộ Ngựa Vằn UNDS diễn ra vào lúc 23 giờ 30 tối nay, ngày 26 tháng 8 2022 giờ Việt Nam. Trận đấu trong khuôn khổ vòng loại số 3 đấu trường Serie A. Kèo chính của chúng ta trong trận đấu này UNDS được đánh giá kèo trên với tỷ lệ chấp 0.25. Kèo tài xỉu đó là 2.5, kèo sẽ nâng lên hạ xuống tùy tình hình biến động của trận đấu. Và trước khi được vào nhận định thì anh em hãy ủng hộ mình một like, một subscribe, bấm nút đăng ký theo dõi kênh để đón chờ những video nhận định kế tiếp của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Monza sẽ đón tiếp UNDS trên sân nhà của mình, sân vận động Brightel. Và có lẽ là đây là một trong những lần gọi là hiếm gặp nhất của Monza và UNDS, bởi vì trước đó thì Monza họ cũng chưa hề lên đấu trường Serie A để đá. Chính vì vậy cái cơ hội gặp gỡ và giao lưu cũng như là đối đầu với các câu lạc bộ đấu trường Serie A là Monza không có nhiều. Bằng chứng cho thấy đó là lịch sử thi đấu trước đó của hai đội tuyển này hoàn toàn không có. Vậy thì chứng tỏ Monza họ chơi ở đấu trường Serie B rất là lâu rồi và dường như là dữ liệu không còn cập nhật nữa. Mùa giải trước thì chắc chắn họ chơi tốt cho nên là họ mới được lên đấu trường Serie A để đá đây. Còn UNDS bước tới trận đấu này đang có một thành tích cũng khá là buồn, khi mà sau hai lượt trận thì kết quả tốt nhất chỉ là một trận hòa với Salernitana thôi. Trận đấu đầu tiên debut thì thua Milan với tỷ số là 4-2. Xong thì cũng là một cái thành tích tốt hơn Monza rồi, vì là Monza còn chưa có điểm nào cơ. Dữ liệu trước đó thi đấu thì không có, cho nên chúng ta cũng không thể biết được thành tích thi đấu của hai đội tuyển, với lại sức mạnh của hai đội tuyển nó sẽ như thế nào. Đấy, thì chúng ta nhìn vào cái kết quả hai trận đấu gần đây này. Torino thắng Monza là 2-1, Napoli 4-0, tức là Monza yếu hơn hai cái đội này. Chúng ta xét UNDS với lại thằng Torino trước đi nha, để xem nó đá với thằng Torino có cân kèo không. Torino này, Torino thì thằng UNDS ăn này, thấy không? UNDS ăn. Nói chung là UNDS với Torino cũng khá cân, nhưng mà trận đấu gần đây là UNDS ăn. Trước là UNDS nó với Torino cũng khá là cân ha. Rồi trận đấu UNDS với thằng Napoli. Đấy mà. Rồi tiếp theo là thằng UNDS với thằng Napoli, thằng Moza gì Napoli. Napoli ăn 2-1 này, Napoli ăn 4-0. Napoli ăn 5-1. Chứng tỏ vậy thằng UNDS này nó cũng không gọi là, với Monza cũng khá là cân kèo đấy, bởi vì nó cũng kiểu như là cái tỷ số nó sàn sàn nhau với lại thằng Napoli với thằng Torino là vậy. Kèo 0.25 cho UNDS cũng là một kèo khá là hợp lý, nhưng mà trong trận đấu này mình tin rằng UNDS nó sẽ có lợi thế hơn, bởi vì là UNDS nó chơi ở đấu trường Serie A này. Dù gì thì Monza cũng là một đội bóng đi từ đấu trường Serie B đi lên, và từ rất lâu rồi họ mới được lên. Xong và hai trận đấu gần đây thì họ để thua luôn, và với lại nữa là Monza là một cái đội bóng tuy rằng được chơi trên sân nhà, xong thì có lẽ là cái cơ hội cọ sát ở đấu trường Serie A không nhiều, cho nên là việc mà thua Ngựa Vằn UNDS trong trận đấu này với tỷ số khoảng một bàn cũng là một cái điều mình nghĩ là hợp lý. Có lẽ là kết quả tài sẽ diễn ra đấy. Mình cũng nghi ngờ kết quả hòa lắm, nhưng mà xem chừng thì UNDS có vẻ tươi hơn. Trong trận đấu này khả năng Monza cũng ghi được bàn và UNDS cũng ghi được bàn. Vậy kèo này chúng ta theo kèo BTS và chúng ta theo kèo UNDS. Mình dự đoán kết quả trận đấu này sẽ có chiến thắng khoảng 2-1 nghiêng về cho UNDS. Còn ý kiến anh em thế nào? Để lại bình luận sau video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong cái video nhận định kế tiếp.